Xuân Hồng xin kính chào tái ngộ đến tất cả các bạn yêu thích cái show Lửa Hồng của đài truyền hình Viên Thao. Và hôm nay Xuân Hồng với các bạn lại gặp nhau nữa rồi. Chúng ta gặp nhau hàng ngày qua cái bếp nhỏ xinh xắn như thế này. Và đặc biệt là hôm nay Xuân Hồng mời các bạn vào bếp để làm một món ăn ngon miệng lắm. Trên cả tuyệt vời nữa, cả gia đình quây quần bên nhau thưởng thức cái món ăn tuyệt vời ngày hôm nay. Đó là món vịt nấu chao. Xin mời các bạn vào bếp. Các bạn thân mến, Xuân Hồng biết cái món vịt nấu chao này đã là người Việt Nam thì ai cũng biết hết phải không nè. Và cái món vịt nấu chao này theo như Xuân Hồng biết là xuất phát từ miền Tây của nước Việt Nam mình. Thì hôm nay mình ở miền nào cũng vậy, miền Trung, miền Bắc thì cũng vậy, mình ăn thử cái món vịt nấu chao theo cách nấu của Xuân Hồng. Bảo đảm là gia đình sẽ rất là hài lòng tại vì Xuân Hồng nấu nhiều người mê lắm rồi đó. Thì đây là cái vịt nấu chao thì mình phải có thịt vịt rồi, cái tên gọi nữa là nói lên cái món ăn mà có những vật liệu gì phải không em? Thì các bạn nếu thích thì chúng ta dùng nguyên một con vịt mua về rồi các bạn chặt ra rồi nhớ là trim cái mỡ đi. Tại Xuân Hồng thấy vịt này mỡ nhiều quá à. Nhưng mà Xuân Hồng lại không có dùng nguyên con vịt mà Xuân Hồng dùng những cái đùi vịt. Ngoài chợ ta bán những cái đùi vịt đó em. Thì mình mua đùi vịt về rồi mình sẽ để Xuân Hồng lấy đôi đũa con gắp lên. Mình sẽ chặt ra, nhớ là phải lạng mỡ đi, tại vịt bên này nó mỡ nhiều lắm. Lạng mỡ đi rồi chúng ta chặt những miếng to như thế này, vuông vuông như thế này vừa ăn ha. Như thế này đây, đó. Và nhớ Xuân Hồng sẽ nói sơ về cái cách sơ chế cái thịt vịt làm sao để khi mình nấu một món ăn từ thịt vịt. Nói chung không những vịt nấu chao đâu, các bạn có thể làm mì vịt tiềm, hoặc là vịt tiềm ăn với bánh mì, hoặc là bún vịt sáo măng, bất cứ món ăn nào chế biến từ thịt vịt thì chúng ta phải chế biến như thế nào, sơ chế như thế nào để khi mình nấu món ăn từ thịt vịt nó thơm ngon, không có hôi mùi vịt. Thì vịt sau khi mua về, ở bên Việt Nam thì người ta có vịt tươi thì ngon quá rồi, bên này mình phải mua vịt đông lạnh về. Các bạn để sang đá, rửa thật sạch bằng cái rồi một thau nước lạnh, trong đó các bạn nhớ cho Xuân Hồng 2 muỗng canh muối nè, 2 muỗng canh giấm nè. Các bạn rửa thật sạch lên nha, rửa cho nó hết cái nước máu tanh đi, đổ đi. Sau đó mình sẽ cho nước lạnh tiếp vào, mình cho vào đây nửa chén rượu trắng nha các bạn. Nửa chén rượu trắng và một nắm to gừng băm nhỏ, gừng xay nhuyễn. Thì cái thịt vịt nó có rượu với gừng vào, các bạn biết là khi mình chế biến lên cái món ăn nào cũng thơm lắm. Mùi thơm hả chị? Nó không hôi mùi vịt em. Nếu mà một món ăn mà mình chế biến từ thịt vịt mà nấu lên nghe mùi vịt là không ngon rồi, phải không nè? Thì đó, các bạn làm y chang như Xuân Hồng vậy. Rửa thịt vịt bằng giấm với muối trước, rồi sau đó các bạn sẽ cho rượu với gừng, các bạn rửa sạch. Rồi sau đó chúng ta không xả lại nước lạnh nữa, chúng ta để ráo. Thì đây là những cái miếng thịt vịt Xuân Hồng đã sơ chế rồi, thơm lắm. Xuân Hồng không nghe mùi thịt vịt gì hết trơn, nó ơi là ngon. Thì đây là thịt vịt Xuân Hồng đã sơ chế rồi, rất là thơm. Mình làm để qua một bên, là đây đây là xong cái phần thịt vịt ha. Rồi bước kế tiếp Xuân Hồng sẽ nói đến những cái vật liệu mà mình cần phải có trong cái món vịt nấu chao. Và nói đến vịt nấu chao chúng ta phải ăn với bún tươi và rau muống đó. Nhưng mà rau muống em không phải là để nguyên lá vậy mình ăn đâu, mà mình lặt bớt lá đi, cộng nhiều hơn lá, chỉ giữ những cái lá non thôi các bạn, mình cắt khúc vừa ăn ha. Mình ăn với bún tươi và rau muống. Và bên cạnh là phải có một chén chao. Chén chao mình đã dầm với ớt, với tỏi, với đường, với chanh cho nó ngon thì con mình chấm thịt vịt. Wow, nói đến đây Xuân Hồng nói bụng quá. Nhưng mà chưa có, bây giờ mình phải lăn vào bếp mình làm nha nè. Rồi thêm một vật liệu không thể nào thiếu trong cái món vịt nấu chao của Xuân Hồng ngày hôm nay là khoai môn. Rồi mình phải có chao nè, vịt nấu chao thì bắt buộc phải có chao rồi. Các bạn có thể dùng chao trắng cũng ngon, hoặc là chao ớt như thế này. Đó, chao này có ớt trong này, người ta gọi đây là chao ớt đấy các bạn. Thì Xuân Hồng dùng chao ớt tại Xuân Hồng thích nó có cái màu nó hơi đẹp đẹp chút xíu. Tại Xuân Hồng yêu cái đẹp lắm, cái gì đẹp Xuân Hồng mê. Cho nên Xuân Hồng dùng cái chao ớt. Nhưng mà nếu các bạn không có chao ớt, dùng chao trắng bình thường cũng được. Xuân Hồng dùng một hũ chao để ướp thịt vịt nha. Rồi bên cạnh đó Xuân Hồng cần có nước mắm, gia vị tiêu, muối, đường, rồi dầu ăn. Rồi đặc biệt là mình phải có nước Cocorico, là tức là nước dừa tươi. Nếu như các bạn dùng nước dừa tươi bằng cái trái thì trên cả tuyệt vời rồi. Nhưng mà bên xứ Mỹ mình mà, hoặc là khi mình sống xa quê hương, kiếm trái dừa tươi nó cũng hơi vất vả, hơi khó. Mà nhiều khi cũng bất tiện nữa. Những cái đồ hộp này thì trong nhà mình lúc nào cũng có, phải không nè? Cho nên Xuân Hồng thay thế bằng nước Cocorico, là thay thế nước dừa tươi, nhưng mà đảm bảo cho các bạn vẫn ngon miệng. Và ngoài ra chúng ta cần có nước súp gà nữa các bạn. Nước súp gà thì nếu các bạn có nước gà, súp gà tươi mình hầm từ xương gà ra thì tuyệt vời rồi. Mặc dù nhà hàng Xuân Hồng nó ngày nào cũng có nước súp gà tươi hết, đúng là Xuân Hồng đem nước súp gà tươi về nấu thì tuyệt vời phải không, nhưng mà cái show vào bếp của Xuân Hồng là Xuân Hồng muốn tất cả các bạn trên mọi miền của thế giới này đều phải làm được và phải làm
ngon miệng. Cho nên Xuân Hồng phải đi mua cái súp gà trong lon, chứ không phải bây giờ đâu phải nhà nào cũng có súp gà tươi sẵn, phải không các bạn? Trừ trường hợp Xuân Hồng có nhà hàng hoặc là các bạn xiên, các bạn hầm thôi. Cho nên Xuân Hồng thay thế bằng nước súp gà trong lon, và các bạn dùng cái hiệu này là ngon nhất. Mặc dù cái này người ta không trả tiền quảng cáo cho Xuân Hồng, nhưng mà tại vì Xuân Hồng thiệt lòng quá, Xuân Hồng muốn các bạn phải nấu ăn thiệt là ngon miệng, cho nên Xuân Hồng đành share với các bạn cái hiệu này để mình dùng nước súp gà trong cái món vịt nấu chao ngày hôm nay. Rồi mình phải có rau muống thì Xuân Hồng nói rồi, phải có hành tỏi và phải có gừng băm đó. Bây giờ bước đầu tiên là Xuân Hồng với Anh Minh sẽ gọt củ khoai môn này ra. Vịt nấu chao là không thể nào thiếu khoai môn được rồi, phải gọt khoai môn ra. Thì đây là một củ khoai môn to ơi là to, cái này khoảng hơn 2 pound. Xuân Hồng cắt làm hai nè. Chị Hồng ơi, em thấy ở ngoài chợ người ta có bán lại loại chao đỏ, chị mình có chao thể đỏ. Dùng nấu vịt được không chị? Chao đỏ cũng được em, các bạn có thể dùng chao đỏ nhưng mà không phải dùng chao đỏ hoàn toàn. Em có thể dùng nửa hũ chao đỏ, nửa hũ chao trắng thì ra cái màu sắc của cái vịt nấu chao mình nó đẹp hơn. Còn nếu em dùng chao đỏ hoàn toàn luôn, cái mùi vị nó sẽ hơi bị nặng về chao. Tại vì cái chao đỏ cái mùi nó nặng lắm. Thứ nhất vậy, thứ hai cái màu sắc nó lại cũng không đẹp. Đó, thì em dùng chao đỏ nhưng phải mix nửa chao đỏ, nửa chao trắng. Nửa hũ chao đỏ, nửa hũ chao trắng. Còn nếu mà dùng chao ớt thì Xuân Hồng dùng một hũ như thế này thôi là ngon rồi. Rồi, trở lại cái khoai môn nha. Xuân Hồng sẽ thái ra rồi đi rửa sạch sẽ rồi gì. Mà mình phải chiên, các bạn khoai môn phải chiên. Đây là một củ khoai môn hơn 2 pound, 2 pound rưỡi 3 pound luôn. Xuân Hồng sẽ gọt bỏ ra như thế này đây. Và khi các bạn đi chợ chọn khoai môn, chúng ta chọn những củ khoai môn mà tròn trịa, thun dài, không có lồi lõm. Và cái đầu của khoai môn này các bạn thấy là nhìn nó tươi lắm, thì chứng tỏ khoai môn mình còn tươi. Khi Xuân Hồng cắt ra các bạn thấy củ khoai môn mình ngon không? Dạ ngon chị, tươi tròn quá chị ha. Mà nhìn là nó rất là bở ngon đó. Đó, các bạn thể gọt bỏ như thế này đây. Đó, gọt bỏ như thế này nha. Còn cái góc đây là cái dưới đáy, Xuân Hồng sẽ cắt tươi bỏ đi nè. Rồi đi tiếp tiếp là mình sẽ cắt ra như thế nào. Cái khoai môn này làm ra không biết bao nhiêu món ăn các bạn. Ngoài vịt nấu chao, mình có thể nấu chè khoai môn. Mà nhất định là một show nào đó Xuân Hồng sẽ làm chè khoai môn tặng các bạn. Tuyệt vời lắm. Em làm chè khoai môn của chị rồi đúng không? Dạ, ngon hả chị? Ngon ha. Rồi bây giờ là mình sẽ cắt ra như thế này đây. Đó, cắt làm 4 nha. Wow, khoai môn này bảo đảm là rất là buồn, tại vì nó chắc lắm. Cắt như thế này. Mình không có cắt nhỏ quá, mình cũng không cắt dày quá, mình cắt như thế này. Tại vì khoai môn hồi nữa Xuân Hồng sẽ đi chiên sơ các bạn. Cái món vịt nấu chao của Xuân Hồng là Xuân Hồng phải chiên sơ cái khoai môn, để khi mà mình nấu trong cái vịt nấu chao, cái khoai môn mình nó không có vỡ nát nhiều quá. Mặc dù mình cũng muốn nó vỡ một vài miếng để cho cái nước nó béo, nó thơm, nhưng mà vẫn không muốn vỡ nhiều quá. Cho nên Xuân Hồng chiên sơ cái khoai môn. Và khi cắt thì các bạn đừng cắt nhỏ quá, phải cắt bự bự như thế này đây. Là Xuân Hồng cho ra cái này nha. Và đang nói đến phần khoai môn rồi, bước kế tiếp Xuân Hồng sẽ nói đến những cái vật liệu khác bắt buộc có trong cái vịt nấu chao, đó là gừng băm nhuyễn và hành tỏi băm nhuyễn. Em đưa giùm chị gừng hành tỏi đi em. Thì đây là hành tỏi với gừng băm nhuyễn bắt buộc phải có các bạn, đặc biệt là gừng băm nhuyễn là phải có trong cái món vịt nấu chao của Xuân Hồng. Khi nấu lên là bảo đảm là thơm phức lên đó, mà vịt là nó hợp với gừng lắm đó em. Mà đặc biệt cái vịt nấu chao này mình phải bỏ vào cái lẩu mình ăn các bạn. Mình múc ra tô không ngon bằng cái lẩu đâu, tại mình phải nhúng rau muống thôi mà, phải không? Mà đã bỏ vào lẩu rồi thì các bạn tưởng tượng là ăn không thể nào ít người được. Phải đông đông người một chút xíu. Các bạn gia đình ít người thì rủ bạn bè nè, rủ người thân nè, hú người này người nọ đến ăn vui lắm. Quay quần bên cái lẩu nóng hổi luôn. Rồi bên cạnh cái lẩu vịt nấu chao là chúng ta có một dĩa bún tươi, một dĩa rau muống, một chén chao. Mà chao mình pha chế hồi nữa Xuân Hồng với các bạn sẽ pha chế cái chao làm sao để mình chấm miếng thịt vịt thật là ngon, thật là tuyệt vời. Mà ăn đến đâu là mắt rười rượi đến đó, tại cái thịt vịt nó mát lắm các bạn, nó có tính hàn trong đó. Thôi bây giờ là anh Minh làm xong rồi, chị sẽ nhờ anh Minh đi rửa khoai môn và đi chiên sơ cho chị nha. Các bạn thấy khoai môn mình phải chiên sơ như thế này đây. Và sau khi chiên xong các bạn nhớ đem ra cái sinh, rồi các bạn cho xả nước nóng vào để nó trôi hết dầu đi. Thì bây giờ khoai môn ngon lắm. Không biết các bạn sao chứ Xuân Hồng thích khoai môn vô cùng. Thứ nhất là có màu tím lạc lạc rất là đẹp, thấy tướng nhạt nhạt đó. Thứ hai là mình chế biến những món ăn cho nó thơm quá hả em. Nó vừa thơm vừa béo béo nữa mà tuyệt vời quá à. Bồi bồi. Xuân Hồng thích ăn chè khoai môn nè, rồi bấm da lợn nhân khoai môn nè, rồi vịt nấu chao từ khoai môn nè. Biết bao nhiêu món chế biến từ cái củ khoai môn này ra. Và bây giờ chiên xong anh mình bỏ qua giùm chị nha.
bây giờ là không còn chần chừ gì nữa, Xuân Hồng với các bạn sẽ ướp gia vị vào cái vịt này để mình nấu vịt bát rau thật là ngon. Đây cũng là một cái bước rất là quan trọng để mình cho ra đời cái món vịt bát rau thật là ngon phải không mẹ? Thì Xuân Hồng cho vào đây là một muỗng cà phê tây thịt đầy, gừng băm nhuyễn, một muỗng cà phê tây, hành băm nhuyễn, các bạn có thể dùng hành hương hoặc là góc hành xanh của mình băm nhuyễn nha, cũng ngon lắm. Rồi thêm nửa muỗng cà phê tỏi nữa, tỏi Hồng Châu có nhiều lắm, tỏi cũng cho nhưng mà cho ít hơn là hành với lại gừng như thế này đây. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ cho gia vị vào. Xuân Hồng sẽ cho là một muỗng cà phê đường cát đầy. Xuân Hồng sẽ cho là một muỗng cà phê đường cát đầy. Một muỗng cà phê bột nêm, tức là chicken powder. Cái này là tại vì ở bên này mình kiêng bột ngọt, mình thấy bột ngọt mình sợ quá, cho nên Xuân Hồng thay thế bằng chicken powder. Thì các bạn muốn biết cái hiệu nào ngon thì nhớ email cho Xuân Hồng sẽ nói cho các bạn nghe. Còn nếu như các bạn thấy tôi sợ quá, bột nêm tôi cũng sợ, thì các bạn đừng cho vào, vẫn ngon như thường. Mà giống như những cái show trước Xuân Hồng nói là ngon hay không cho người thưởng thức phải không nè. Mình vui, mình yêu đời, yêu người, mình ăn món gì cũng ngon với các bạn. Thì đây là một muỗng cà phê chicken powder Xuân Hồng mới cho vô. Xuân Hồng cho nửa muỗng cà phê muối thôi, Xuân Hồng không cho muối nhiều đâu. Tại vì sao các bạn? Tại vì chao nó mặn quá rồi, mình không có cho muối nhiều vô, nhưng mà cũng phải cho chút xíu để nó dằn xuống, nó đậm đà hơn. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ cho chút xíu tiêu, là tiêu xay tươi ra nè, ngon không ạ? Chị Hồng, em thấy chị có ướp có cái gừng ở trong này đó để làm cho vịt có mùi thơm hết chị. Đúng rồi em, cái món vịt nấu chao rồi Xuân Hồng làm phải ướp thịt, ướp gừng băm nhuyễn vô đây nữa. Nó thơm lắm, ngon lắm. Thì cứ làm thử đi, tí sau cái show này anh Minh về nấu thử cho gia đình ăn coi như thế nào. Đặc biệt Xuân Hồng cho thêm 2 muỗng cà phê nước mắm. Món ăn từ Việt Nam thì không thể nào thiếu nước mắm được phải không nè. Phải có nước mắm vô đây. Rồi. Thì một vật liệu để không thể nào thiếu đó là chao. Nãy Xuân Hồng có nói với các bạn rồi, mình dùng một hũ chao. Cả một hũ chao luôn đó các bạn. Một hũ chao luôn. Chao này mình lấy luôn cả nước hả? Cả nước. Cả nước luôn. Chao là ở đây Xuân Hồng dùng chao đỏ, không phải chao đỏ mà chao ớt. Còn nếu như Ánh Minh thích dùng chao đỏ thì nửa chao đỏ, nửa chao trắng. Nếu mà chao đỏ không cái mùi nó nặng lắm. Đây, nửa và một hũ chao ha. Rồi bỏ cái này đi, cho chị mượn cái khăn. Rồi còn thêm cái gì nữa đây? Thêm một vật liệu mà Xuân Hồng cũng thích dùng lắm, đó là rượu trắng, rượu nấu ăn. Mặc dù cái vịt mình đã rửa với gừng với rượu rồi, nhưng mà khi ướp vào với cái thịt vịt này, Xuân Hồng vẫn cho một muỗng canh rượu nấu ăn vào đây. Thì các bạn cứ làm thử theo cách Xuân Hồng đi, nấu ra cái món vịt nấu chao thơm lắm. Mình không có cho nhiều, cho một muỗng canh vơi vơi thôi. Rồi bây giờ là bao nhiêu gia vị đã hòa quyện vào với nhau như thế này rồi, Xuân Hồng sẽ trộn đều lên cho thịt vịt nó thấm, thịt thấm gia vị. Và tốt hơn hết là các bạn làm ha, các bạn ướp gia vị như thế này. Rồi chúng ta sẽ lấy food wrap chùm lại và để tủ lạnh qua đêm. Rồi em trộn đều giùm chị rồi lấy food wrap chùm lại để qua đêm nha. Các bạn để qua đêm trong tủ lạnh như vậy thì cái thịt vịt nó thấm ơi là thấm cái gia vị. Hôm sau mình sẽ bắt cái chảo, cái nồi lên mình xào cho săn rút gia vị một lần qua nữa. Chúng ta sẽ cho những cái gia vị tiếp theo vào để mà người thân mình có một nồi lẩu vịt nấu chao thiệt là ngon. Rồi bây giờ anh Minh đã trộn đều rồi, em đi ướp food wrap chùm lại bỏ tủ lạnh qua đêm cho chị nha. Ok. Các bạn thân mến, đây là thịt vịt Xuân Hồng dùng trong cái ngày hôm nay là khoảng 7-8 cái đùi vịt thôi các bạn. Nhưng mà cái liều lượng thì tùy theo gia đình các bạn, đông người hay ít người. Với liều lượng này thì Xuân Hồng nấu ra một cái lẩu cũng to lắm, khá to cho 6-8 người ăn. Thì tất cả cái gia vị đã hòa quyện vào với nhau, chúng ta ướp thịt vịt qua đêm thì được cái thố thịt vịt ngon như thế này. Bước kế tiếp Xuân Hồng sẽ bắt cái nồi lên để lửa thật là nóng. Xuân Hồng cho dầu ăn vào, Xuân Hồng phi hành với gừng cho thơm thì thơm, rồi Xuân Hồng bỏ thịt vịt vào xào. Xào cho nó săn ơi là săn, nó săn rút hết cái gia vị vào. Rồi sau đó mình mới cho nước chicken broth, rồi nước dừa tươi, rồi này nọ vô nữa. Thì em tưởng tượng cái vịt nấu chao thơm đó chị ha, đậm đà và thơm ngon như thế nào. Bây giờ Xuân Hồng với các bạn đi xào thịt vịt nha. Các bạn thân mến, thịt vịt sau khi ướp gia vị để qua đêm trong tủ lạnh cho thấm thì thấm. Bây giờ Xuân Hồng đang bắt cái nồi lên bếp cho nóng thì nóng nha. Xuân Hồng cho 2 muỗng canh dầu ăn, 1 đến 2 muỗng canh dầu ăn thôi. Rồi chúng ta sẽ cho hành với gừng, Xuân Hồng phi hành với gừng vào
Thì cái gừng này khi các bạn phi vào cái dầu thơm, dầu nóng nó thơm lắm. Cho Thu Hồng cho khoảng 1 muỗng canh gừng băm biển nè. Rồi hành, Thu Hồng cho các khá khoảng gừng 2 muỗng canh hành lá, bóc hành băm biển nha. Thu Hồng đảo đều lên. Và khi hành với gừng đã thơm rồi, Thu Hồng cho thịt vịt vào xào xanh lên. Sau khi hành với gừng đã vàng rồi, Thu Hồng tiếp tục cho tất cả cái số thịt vịt mà mình đã ướp gia vị. Bí quyết chị Hồng là khi mà ướp vịt cũng có gừng, mà em thấy chị Hồng xào cũng có gừng. Đúng rồi, phi hành gừng lên cho nó thơm em. Rồi em dẹp cái này cho chị nha. Rồi chúng ta sẽ đảo lên cho cái thịt vịt này nó săn, thì săn khi nào nó săn nó thấm hết gia vị rồi, chúng ta mới tiếp tục cho nước súp gà và nước dừa tươi vào. Và khi các bạn cho súp gà thì chúng ta pha thêm chút xíu nước lạnh nữa, tại vì súp gà trong lon nó mặn lắm, cứ một lon nước súp gà thì một lon nước lạnh. Các bạn sẽ xào với lửa lớn, thật lớn nha, lửa lớn để cho những cái miếng thịt vịt mình nó rút hết tất cả gia vị, nó săn lại, nó không có mềm. Thì khi các bạn thấy cái thịt vịt nó đã săn lại rồi, thấm tháp lắm rồi, chúng ta mới cho nước súp gà, nước cocorico. Các bạn thân mến, thịt vịt sau khi mình xào săn rồi, nãy giờ Xuân Hồng xào khoảng 10-15 phút nó săn, nó nút gia vị rồi. Bước kế tiếp là Xuân Hồng cho nước chicken broth vào. Xuân Hồng với liều lượng này Xuân Hồng dùng 3 lon nha, 3 lon chicken broth và 4 lon nước cocorico. Còn nếu như các bạn dùng vịt nhiều hơn thì các bạn cho thêm, hoặc là các bạn thích ăn nước nhiều đó thì cho thêm. Nhưng mà đã là lẩu vịt nấu chao phải có nước một chút xíu để mình chan với bún mình ăn đó. Mình nấu chao không thể nào thiếu bún tươi với lại rau muống được các bạn. Em nhớ cái món này hồi nhỏ em được mẹ nấu cho ăn đó chị. Ngồi nguyên cả gia đình ngồi quay quần bên cái lẩu rất là vui. Vui ha. Mà làm nóng lắm mà ăn nóng ngon ghê. Đặc biệt là vịt nấu chao là mình sẽ ăn bún tươi và rau muống, không thể là thiếu được. Bây giờ tưởng tượng vịt nấu chao mà ăn với cơm nó không có ngon bằng ăn với bún tươi với lại rau muống đâu. Nó phải như vậy. Mà cái món ăn Việt Nam của mình đó là phải nói là trên cả tuyệt vời rồi, phải không em? Ăn hoài không ngán. Thì bây giờ là nước súp gà với nước dừa tươi xong Hồng với anh Minh đã cho vào nồi rồi. Bây giờ em cho chị cái nước lạnh đi, mình phải cho thêm ít nước lạnh nữa các bạn. Tại vì nước súp gà trong lon nó mặn lắm, mình không cho thêm nước lạnh vào nó sẽ bị mặn liền đó. Xong Hồng phải cho nước lạnh. Thì các bạn cho thêm khoảng 3 lon, 2 lon nước lạnh nữa tùy theo mà gia đình các bạn nhiều hay ít. Đây Xong Hồng cho khoảng 3 lon nước lạnh nữa nha. Rồi bây giờ là các bạn sẽ để lửa to thì to lên. Thì bây giờ là vịt Xuân Hồng đã làm tất cả cho các bạn xem rồi. Bây giờ mình đang hầm cho nó mềm chút xíu. Thì trong khi chờ đợi cái vịt mềm thì Ánh Minh sẽ phụ Xuân Hồng lặt rau muống ra. Thì một cọng rau muống như thế này thì chúng ta không có dùng hết lá, thì tùy theo ý thích của các bạn thôi. Nhưng mà tại Xuân Hồng ăn nào giờ ở Việt Nam, Xuân Hồng thấy như vậy và Xuân Hồng thấy cũng ngon nữa. Thì cắt bớt cái lá già này đi nè em. Mà chúng ta giữ lại cái lá non đó, những cái lá non như này mình giữ lại. Và sau đó mình sẽ cắt cho từng khúc vừa ăn như thế này đây. Đừng có ngắn quá, đừng có dài quá. Mọi người ăn như thế này, rửa sạch sẽ, chúng ta xếp ra cái dĩa và cùng với bún tươi. Thì đây là bún tươi Xuân Hồng có sẵn sàng đây rồi. Trong khi Ánh Minh lặt rau muống thì Xuân Hồng sẽ làm cái chén chao để mình chắc thịt vịt, phải không nè, cho nó đúng điệu. 1/3 hũ chao, tùy theo ý thích của các bạn, nhiều hay ít thôi, đông hay ít. Thì Xuân Hồng có 1/3 hũ chao mình cho vào đây nha. Hũ chao Xuân Hồng dùng chao ớt cho nên cái màu nó đẹp quá, dễ thương quá. Rồi Xuân Hồng sẽ cho vào đây là khoảng 1 muỗng canh ớt bồng nữa các bạn. Các bạn có thể dùng ớt tươi cắt nhuyễn ra cũng ngon lắm. Thì chao mình cho chút xíu gừng vô để cho nó thơm, nó ngon hơn. Rồi chấm thịt vịt cho nó hợp chứ không gì chơi hết. Xuân Hồng cho chút xíu tỏi. Rồi mình trộn đều lên. Và bước kế tiếp là Xuân Hồng sẽ cho đường với chanh vào đây. Phải có chanh các bạn. Chao nó mặn lắm, Xuân Hồng cho khoảng 2 muỗng đầy đường cát. Nếu như nhiều như thế này Xuân Hồng cho 2 muỗng rưỡi đầy đường cát ha. Rồi phải có chanh. Đây là chanh nè, Xuân Hồng cắt một miếng to to. Các bạn nhớ nêm nếm lại theo cái khẩu vị của mình. Các bạn thân mến, cái nồi vịt nấu chao của mình, Xuân Hồng nghĩ là thịt vịt đã mềm lắm rồi. Bây giờ Xuân Hồng với Anh Minh mở cửa, mở nắp ra coi sao nha. Wow, thơm quá, sôi sùng sục. Xuân Hồng nêm miếng nha. Thơm quá. Wow, ngon ơi là ngon các bạn.
đậm đà ngon quá, em bỏ cái này ra cái xin giùm chị nha. Bây giờ Xuân Hồng cuối cùng Xuân Hồng cho một ít đường phèn vô. Cái nồi to như thế này Xuân Hồng cho phải 2-3 miếng đường phèn nhỏ nhỏ bằng ngón tay để cho nó có vị ngọt thanh hơn. Và Xuân Hồng muốn cái lẩu mình nó đậm đà hơn chút xíu nữa thì Xuân Hồng cho thêm một chút xíu siêu muối, khoảng 1/3 muỗng cà phê muối nữa. Rồi chút xíu bột nêm nữa thôi các bạn, cỡ nửa muỗng cà phê bột nêm nữa. Vậy là trên cả tuyệt vời rồi. Bây giờ Xuân Hồng nhanh tay cho tất cả cái khoai môn này vào. Khoai môn chúng ta đã chiên sơ và xả sạch để nó không còn dầu mỡ gì trong này hết. Và khi cho khoai môn vào rồi là chúng ta tắt lửa và các bạn múc cái vịt nấu chao này vào cái lẩu. Các bạn thân mến, các bạn đang cùng với Xuân Hồng đã hoàn tất cái món vịt nấu chao rồi. Xuân Hồng đã múc thịt vịt ra cái lẩu và để cho cái lẩu như thế này rất là dễ thương. Bên này Xuân Hồng có bún nè, có ớt tươi nè, có rau muống thái khúc ra nè. Và bây giờ là bên này cái chén chao. Thì trước khi ăn á, mình sẽ múc chao ra cho mỗi người một chén nho nhỏ như thế này đây. Rồi của người nào người đó chấm. Và bây giờ là Xuân Hồng với Ánh Minh sẽ ăn thử rồi nói cho các bạn xem. Gắp miếng rau muống. Đầu tiên mình ăn miếng rau muống ra sao. Ăn miếng bún lại nước của lẩu khoai môn. Wow, cái nước rất đậm đà các bạn, ngon lắm. Em thấy rất là thơm mùi chao, rất là thơm chị. Thơm quá. Phải nói là một món ăn mà thuần túy Việt Nam mình mà trên cả tuyệt vời rồi các bạn. Xuân Hồng tin chắc là gia đình các bạn sẽ thích cái món ăn này. Các bạn còn chần chừ gì nữa sau khi coi cái show của Xuân Hồng xong, mau mau đi chợ đi, mua vịt, mua đồ về nấu một nồi lẩu thịt nấu chao thiệt là ngon cho gia đình thưởng thức, phải không em? Cảm ơn các bạn nhiều lắm đã ủng hộ Xuân Hồng trong suốt thời gian qua, đã coi thời gian bỏ thời gian ra coi cái show này và đã ủng hộ nhà hàng Nha Trang, một đơn vị bảo trợ duy nhất cho cooking show của Xuân Hồng. Một lần nữa cảm ơn các bạn và kính chúc các bạn có một ngày thật vui, thật bình an và có một món ăn thật ngon cho gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt các bạn.